Kính chào quý vị, các đồng chí và các bạn. Trong chương trình An ninh trật tự Đắk Lắk hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị, các đồng chí và các bạn những nội dung sau. Bắt một nhóm chuyên trộm cắp lấy tiền đánh bạc. Rừng phòng hộ Buôn Đôn bị chặt đốt trơ trụi. Cần tăng cường làm giảm người nghiện ma túy ở Đắk Lắk. Một buổi gặp mặt ý nghĩa. Bây giờ, kính mời quý vị, các đồng chí và các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết của chương trình. Thời gian qua, tại các khu chòi rẫy vắng của người dân ở nhiều xã trên địa bàn huyện Krông Anna, tỉnh Đắk Lắk, liên tục bị kẻ gian đột nhập lấy trộm nông sản, nông cụ, máy bơm hỏa tiễn các loại, khiến các hộ dân bức xúc. Sau một thời gian tích cực điều tra, Công an huyện Krông Anna đã làm rõ bắt giữ hai đối tượng, đó là Đào Văn Minh ở xã E Bông và Thái Quang Trung ở thị trấn Buôn Chấp, huyện Krông Anna. Hai đối tượng này khai nhận, do thiếu tiền để đánh bạc và tiêu xài nên đã rủ nhau đi trộm cắp. Chúng đã đi dò la và gây ra 7 vụ trộm cắp tài sản của người dân ở các khu chòi rẫy vắng vào ban đêm. Trước đó, Trung đang là bị can trong một vụ đánh bạc trên địa bàn huyện Krông Anna. Thủ đoàn của tụi em là như thế nào? Anh Tú là thường anh ở nhà, anh đi thăm dò rồi anh thấy vắng là tối là anh gọi điện em nhậu vài ly rượu rồi uống ăn vài chén cơm xong thì bắt đầu vắng vắng người là đi. Vì ban ngày thì người đi lại nhiều, ông Tú ông bảo thế thì chỉ có đi ban đêm thôi. Đi ban đêm thường mình chờ cái máy quá xe cũng có gặp người, còn ban ngày mà chờ cái máy thì rầy nữa mình có cái chờ cái máy họ nhận ra. Thì anh em lấy được 5 vụ mà lấy 6 cái, vừa cả motor vừa cả cà ma. Dạ, do em không có tiền đánh bạc nên em nảy sinh ý định để đi lấy trộm cắp để lấy tiền đi đánh bạc ạ. Qua cái vụ việc trên thì chúng tôi khuyên cáo bà con là riêng cái tài sản ở những tài sản mà công cụ sản xuất và có giá trị thì các bà con nên mang về nhà để mà cất giữ, chứ không nên để những khu vực chòi rẫy, tại vì khu vực chòi rẫy là rất hẻo lánh và xa khu dân cư, không ai trông coi, dễ dàng tạo điều kiện thuận lợi để mà các đối tượng đột nhập vào lấy trộm. Hiện Công an huyện Krông Anna đang tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý hai đối tượng trên. Những câu khẩu hiệu này được Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Buôn Đôn dựng lên ngay trước trụ sở trạm quản lý bảo vệ rừng số 1. Nhưng chỉ cần đi qua một con dốc chưa đầy 300m để vào rừng phòng hộ thì đã thấy la liệt những khoảnh rừng bị tàn phá rồi đốt cháy như thế này. Thưa quý vị, tôi đang đứng tại một tiểu khu rừng của rừng phòng hộ Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk quản lý. Và những cây gỗ có đường kính lớn thì đã bị lâm tặc đốn hạ và đưa ra khỏi rừng. Còn lại những cây gỗ có đường kính nhỏ thì bị đốn hạ nằm ngổn ngang như thế này. Trên giấy tờ gọi là rừng phòng hộ Buôn Đôn, nhưng trên thực địa, những cây gỗ đã bị đốn hạ, xẻ thịt không thương tiếc để chở ra khỏi rừng. Rồi cháy xảy ra khắp nơi. Càng vào sâu mới thấy rừng phòng hộ Buôn Đôn bị phá và đốt khốc liệt hơn. Khi phóng viên đến hỏi thì trạm trưởng trạm quản lý bảo vệ rừng số 1 vẫn cứ cho rằng thỉnh thoảng mới xảy ra cháy và nguyên nhân là do người dân đi rừng vứt tàn thuốc khiến cho cháy rừng. Rừng thì dân từ đi rừng từ đi vào từ lần đốt lửa thuốc họ đốt vứt tàn thuốc rồi đốt cháy. Trạm trưởng trạm quản lý bảo vệ rừng số 1 rừng phòng hộ Buôn Đôn thì đổ hết nguyên nhân, trách nhiệm cho những người dân vào rừng, còn người dân ở đây thì lại đổ cho ban quản lý bảo vệ rừng. Đào bất cứ gỗ lạc gì về đường này hết, còn củi mới là về ngoài tỉnh lộ. Đường này là không ai nhìn thấy, không ai chỉ công an xã thôi. Rừng phòng hộ mà các cơ quan chức năng buông lỏng quản lý, thì đến mùa khô, nhiều khoảnh rừng phòng hộ Buôn Đôn đang tiếp tục bị tàn phá, đốt trụi là điều không thể tránh khỏi.
Kính thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, ma túy lâu nay vẫn luôn là một vấn nạn nhức nhối của toàn xã hội. Ở tỉnh Đắk Lắk cũng vậy. Thời gian qua, người nghiện ma túy gia tăng rất đáng lo ngại. Kéo theo đó là các vụ án ma túy nói riêng, phạm pháp hình sự nói chung, phát sinh rất phức tạp. Theo số liệu của Công an tỉnh Đắk Lắk nắm được, hiện trên địa bàn tỉnh có 1.528 người nghiện ma túy, tăng 195 trường hợp so với năm 2016. Trong đó có 1.254 người nghiện đang ở ngoài xã hội, 22 người nghiện liên quan các vụ án đang ở trong trại tạm giam, nhà tạm giữ và 252 người nghiện đang ở trong các cơ sở cai nghiện bắt buộc. Số người nghiện ma túy gia tăng, kéo theo đó là các vụ án ma túy và những vụ việc trộm, cướp giật, lừa đảo, hiếp dâm do các đối tượng nghiện ma túy gây ra, có những thời điểm cũng tăng lên phức tạp. Em đã có một tiền án, đã được tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk xử 7 năm về tội về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Và đến ngày 17 tháng 9 năm 2016 thì phạm tội lại. Em chưa xác định rõ được tư tưởng, về đi tù về cũng chưa được giáo dục đến nơi. Nguyên nhân nghiện ma túy và sử dụng nên suy nghĩ ra mà mua bán là để kiếm lời để hút này kia. Em cùng với anh trai Lê Ngọc Hậu đi đến những cái điểm nhà dân sơ hở hoặc là tới những dịch vụ đám cưới thân gia, xe để lộn xộn thì em dùng van phá khóa em lấy xe đi. Cả hai anh em đều có tiền án về tội trộm cắp tài sản và cưỡng đoạt tài sản. Số tiền mà em đi trộm cắp về được là bọn em tiêu xài và mua ma túy về sử dụng. Một ngày hai anh em sử dụng hết 1 triệu thì ma túy. Em đi lang thang ngoài đường, là em đi xuống tới gần ngã ba Phước An, là em thấy tiệm bán xe gắn máy Quang Thái, em thấy chìa khóa để sẵn trên xe. Sau đó em ăn cắp xe rồi em đi tới ngã tư E Dông thì bị dân làng truy la và bắt lại. Một lần sử dụng ma túy khoảng hết 200.000. Sử dụng ma túy thì em không thể diễn tả được, nhưng mà trong người em thấy cái gì cũng thích. Em mua 5 triệu ma túy đá, chưa kịp bán thì gặp bị bắt. Dạ, nguyên nhân em kiếm tiền để lo cho em. Họ nói bán ma túy đá có lời, em nghĩ có lời nên em mua bán. Một tiền án năm 2001 là tàng trữ trái phép chất ma túy, bị thử 2 năm tù. Thời gian bị phạm tội về vẫn cũng làm ăn, vì theo bạn bè chơi bời nên đã nghiện lại ma túy. Một ngày em sử dụng ma túy 2 lần cũng hết 200.000. Em có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản và bị bắt đi 33 tháng tù. Ra tù em là trộm cắp tài sản và bị bắt lại. Em nghiện ma túy từ năm 13 tuổi và tới bây giờ, và nghiện ma túy không có việc làm nên trộm cắp lấy tiền về mua heroin ạ. Mỗi ngày em sử dụng gần 200-300 ngàn tiền ma túy ạ. Địa bàn có nhiều người nghiện nhất và xảy ra nhiều vụ việc liên quan đến đối tượng ma túy là ở thành phố Buôn Ma Thuột. Tiếp đến là các huyện Ea Hở Leo, Ek, Krông Năng. Không chỉ tập trung trong các khu nhà nghỉ, phòng trọ, khách sạn, vũ trường, quán bar, vùng trung tâm, đô thị, thị trấn, thị tứ, mà vấn nạn ma túy còn len lỏi, lây lan rất đáng lo ngại đến các thôn, buôn ở vùng sâu, vùng xa. Tình hình công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn ma túy trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk trong thời gian qua diễn biến rất phức tạp, liên quan đến tội phạm ma túy hoạt động xuyên quốc gia, tội phạm ma túy hoạt động liên tuyến, liên tỉnh, tội phạm ma túy có sử dụng vũ khí nóng, sẵn sàng chống trả quyết liệt khi bị bắt giữ. Đó là những cái khó khăn, phức tạp, thách thức đặt ra đối với lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk trong thời gian qua. Trong những năm qua đấy, thì các cái đối tượng phạm tội ở ngoài xã hội nó rất là nguy hiểm, phức tạp và manh động hơn so với các năm trước. Cái số mà phạm nhân có tiền án tiền sự, những phạm nhân nhiễm HIV và mua bán ma túy
tái phạm là cái số lượng rất là đông, và càng ngày thì về cái hoạt động của các cái loại tội phạm thì nó lại càng tinh vi và manh động. Trước tình hình đó, trong năm 2017, Công an tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát phòng chống ma túy cùng công an các xã, phường trên địa bàn tỉnh tăng cường tuyên truyền, phát động phong trào quần chúng, báo tin và trinh sát nắm tình hình, phát hiện điều tra hơn 150 vụ án ma túy, bắt và xử lý trên 175 đối tượng. So với năm 2016, đã phát hiện xử lý nhiều hơn 30 vụ và trên 15 đối tượng. Qua đó đã thu giữ nhiều tang vật ma túy, hơn 40 xe máy, trên 110 điện thoại di động và công cụ, phương tiện các loại liên quan đến việc liên lạc, vận chuyển, mua bán, tổ chức sử dụng ma túy trái phép. Cũng trong năm 2017, lực lượng cảnh sát các cấp trên địa bàn tỉnh đã phối hợp với công an các xã, ban ngành, đoàn thể, nắm lên danh sách lập hồ sơ giáo dục tại phường, xã, thị trấn đối với 621 người nghiện ma túy và lập hồ sơ 472 người nghiện ma túy nặng để đưa vào trung tâm giáo dục lao động xã hội tỉnh. Tuy nhiên, từ thực tế ở nhiều vụ việc xảy ra thời gian qua cho thấy, nguy cơ tái nghiện và người nghiện ma túy tái phạm hiện là rất cao và đáng cảnh báo. Bởi vì hành trình để một người nghiện ma túy từ bỏ hẳn ma túy hoàn lương, làm lại cuộc đời là hết sức gian khó. Nó đòi hỏi sự vào cuộc đầy tâm huyết, sự cộng đồng trách nhiệm cao, quyết liệt thường xuyên của gia đình, thôn buôn tổ dân phố có người nghiện và các ban ngành đoàn thể xã hội, nhất là những cơ quan chức năng có nhiệm vụ trực tiếp phòng chống tội phạm ma túy. Cái thứ nhất là đối với những người cai nghiện, sau khi cai nghiện thì trở về với cộng đồng, và cái thứ hai là những người phạm tội ma túy sau khi chấp hành án thì trở về với gia đình địa phương. Vấn đề đặt ra chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị xã hội và đặc biệt là lực lượng công an và các lực lượng chức năng phải có trách nhiệm tham mưu làm sao đó để tổ chức quan tâm, giúp đỡ, giáo dục những người này để một mặt họ trở về đoàn tụ gia đình, tái hòa nhập cộng đồng, để làm sao tạo điều kiện cho họ có công ăn việc làm ổn định, có thu nhập ổn định và tạo điều kiện cho họ trở thành người công dân có ích cho xã hội và đặc biệt là không tái phạm. Và đồng thời khi đã trở thành người có ích cho xã hội không tái phạm thì động viên giáo dục thuyết phục họ trở thành một cái nhân tố, một cái thành viên tích cực trong cộng đồng dân cư cùng với các lực lượng chức năng tham gia vào việc giáo dục, giúp đỡ cho chung cho xã hội và những cái người nghiện, những cái con người lao vào con đường phạm tội thì chính họ là những người tích cực để giúp cho lực lượng công an cùng với các lực lượng khác để giải quyết cái vấn đề phòng chống cái tội phạm và tệ nạn xã hội ở cộng đồng dân cư. Để công tác phòng chống tệ nạn ma túy và tội phạm ma túy thực sự có hiệu quả thì trong thời gian tới, song song với sự ra quân tấn công, điều tra quyết liệt, bắt xử lý các vụ án ma túy của lực lượng công an, thì toàn xã hội phải vào cuộc mạnh mẽ hơn nữa trong việc tuyên truyền, phòng ngừa giáo dục, đưa người nghiện ma túy đi cai nghiện, cũng như giúp đỡ những người đã từng nghiện ngập, lầm lỗi, trở về sau cai nghiện, sau chấp hành án trở về địa phương, có một môi trường sống không kỳ thị, phân biệt, đối xử và tạo những điều kiện, cơ hội để họ được tiếp cận với nhiều việc làm lương thiện. Trại tạm giam Công an tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức buổi gặp mặt gia đình phạm nhân để gắn kết, chia sẻ trách nhiệm, động viên, giáo dục các phạm nhân cải tạo tốt hơn. Hiện ở phân trại quản lý phạm nhân của trại tạm giam Công an tỉnh Đắk Lắk có khoảng 70 phạm nhân đang được quản lý, giáo dục, cải tạo tại đây. Trước giờ vào buổi gặp mặt chính thức, các phạm nhân được gặp gia đình để tâm tình, trò chuyện. Trong buổi gặp mặt, các phạm nhân và gia đình được lãnh đạo trại tạm giam thông báo kết quả trong công tác quản lý, giáo dục, cảm hóa, cải tạo phạm nhân trong năm 2017 vừa qua. Cán bộ trại cũng đọc thư của một số phạm nhân gửi cho thân nhân, gia đình của mình, bày tỏ những nỗi niềm ân hận, day dứt của bản thân. Trước đó, do suy nghĩ nông cạn, đua đòi, không vượt qua được những cám dỗ tầm thường và thiếu hiểu biết pháp luật dẫn đến phạm pháp, gây ra bao nỗi khổ cho người thân và xã hội. Các phạm nhân và gia đình cũng được bày tỏ suy nghĩ tình cảm,
chia sẻ nỗi lòng và mong muốn của mình. Một số phạm nhân có kết quả trong học tập, lao động cải tạo tốt năm 2017 cũng được lãnh đạo công an tỉnh và trại tạm giam ghi nhận biểu dương. Tôi đến đây dự hội nghị thì tôi cảm thấy cán bộ đã quan tâm đến phạm nhân rất tốt, và tôi là thân nhân của phạm nhân thì tôi cũng cảm thấy đây là một môi trường rất tốt để cải tạo cho con em tôi. Gia đình tôi là rất yên tâm khi con em tôi được cải tạo ở đây. Tôi rất mong muốn là trại làm sao mà có nhiều cuộc giao lưu, hội nghị, gặp mặt nhiều như này. Tôi cũng đồng hành cùng các cán bộ, động viên, giáo dục con em tôi tốt và sớm trở về cùng với gia đình. Trong buổi gặp mặt này, mọi người còn được nghe em Hờ Lang Nghi Ê, một người từng vào học tập cải tạo tại trại tạm giam công an tỉnh Đắk Lắk, sau khi chấp hành án xong trở về đời hoàn lương, nói lên nghị lực đứng lên vững vàng sau vấp ngã của bản thân. Đã từng được cải tạo ở đây thì về chung mình giờ trở thành một người lương thiện của xã hội, thì mình cũng muốn gửi lời tới các thanh niên bữa nay là đừng quá suy nghĩ bồng bột để lâm vào đường lạc lối. Mình đã về rồi mà giám thị cán bộ quản giáo trại giam ở đây cũng nhớ đến và được mời lên để tham dự chương trình hôm nay. Chúng cũng là một hạnh phúc, cũng là một cơ hội để em cũng thăm gặp được các anh chị. Em cũng không biết nói gì hơn bởi vì quá nhiều cảm xúc. Còn đây là cảm nghĩ của một phạm nhân qua buổi gặp gỡ. Ban giám thị trại tạm giam công an tỉnh Đắk Lắk đã rất là quan tâm đến anh em phạm nhân, đã tổ chức cho bọn em, anh chị em phạm nhân trong đây được gặp mặt gia đình với lại bạn bè, người thân lên thăm. Đây là một phần thưởng không thể nào xứng đáng hơn nữa. Để Tết sang năm được đoàn tụ với gia đình thì em sẽ cố gắng học tập cải tạo, lao động thật tốt, hoàn thành chỉ tiêu định mức được giao và chấp hành tốt nội quy, quy chế tại tạm giam để được hưởng sự khoan hồng của nhà nước và pháp luật. Qua buổi gặp mặt được bày tỏ trải lòng mình và nhận được sự chia sẻ động viên của các cán bộ quản giáo và thân nhân, được ăn chung bữa cơm đầm ấm cùng gia đình, mỗi phạm nhân ở đây được tiếp thêm động lực, niềm tin để vươn lên học tập cải tạo hoàn lương, sớm trở về sống có ích cho gia đình và xã hội. Chương trình An ninh trật tự Đắk Lắk hôm nay xin tạm dừng ở đây. Quý vị, các đồng chí và các bạn muốn xem lại chương trình, hãy truy cập địa chỉ www.công an.daklak.gov.vn. Cảm ơn quý vị, các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị, các đồng chí và các bạn trong chương trình này vào 8:15 tối Chủ nhật tuần sau. Thân ái chào tạm biệt.